sáng ngày 2 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 2 tháng 7 năm Kỷ Hợi, tại hội trường Đa Năng Chùa Phật Quang, thành phố Sạch Giá, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Chư Tôn Đức trụ trì và Tăng Ni trong toàn tỉnh đã trở về tham dự buổi trì tụng giới bổn theo lệ hàng tháng, Chư Tăng tại Chùa Phật Quang, Chư Ni tại Tịnh Xá Ngọc Hải và nghe giáo giới từ Chư Tôn Đức giáo phẩm, sau đó tổ chức họp tăng sự theo thông lệ hàng tháng. Buổi họp tăng sự dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự kiêm trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, vào ngày mùng 2 âm lịch hàng tháng, Chư Tôn Đức trụ trì các tòng lâm tự viện và Chư Tăng Ni tỳ kheo đại chúng trong toàn tỉnh đều phải trở về Chùa Phật Quang để tham dự buổi họp tăng sự. Tại đây, Ban Thư ký và Bộ phận Văn phòng Ban trị sự tỉnh, Ban Tăng sự và một số ban ngành của Giáo hội tỉnh báo cáo về công tác hoạt động trong một tháng qua và dự thảo một số hoạt động trong một tháng tới. Buổi họp tăng sự kỳ này, Chư Tôn Đức Tăng Ni được nghe Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thông báo về kết quả của hội nghị bồi dưỡng cho Bộ phận Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh thành cả nước, tổ chức tại Chùa Bái Đính, Ninh Bình và giới thiệu về dự án Trung tâm Hành chánh điện tử Giáo hội. Hệ thống này sẽ đáp ứng đầy đủ những mục tiêu của Giáo hội trong tương lai như thống kê, quản lý Tăng Ni, tự viện, hỗ trợ cho Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra và giám sát, v.v. Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cũng triển khai hướng dẫn Tăng Ni trụ trì thực hiện nghiêm túc thông tư số 223 trên thông tư Hội đồng trị sự của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Thông tư nêu rõ các nội dung chương trình tổ chức như tụng kinh Vu Lan, kinh báo hiếu phụ mẫu, thuyết giảng ý nghĩa Vu Lan báo hiếu, nghi thức bông hồng cài áo tri ân ân đức sinh thành của cha mẹ, nghi thức thắp nến tri ân, chương trình nghệ thuật công gia nghĩa mẹ. Thượng tọa cũng nhắc nhở Chư Tôn Đức Tăng Ni phải tổ chức đại lễ Vu Lan gắn với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc để mỗi người Phật tử, nhân dân thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu. Buổi họp cũng tiếp nhận ý kiến phát biểu của Tăng Ni trụ trì và Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố, cũng như sự đồng tình tán thán cao từ đại chúng và kết thúc sau lời phát biểu đúc kết của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn trong tinh thần hoan hỷ, thống nhất.